cây gai đó cần phải được nhổ đi ngay lập tức. Đi ra khỏi nhà ta. Đi đi. Tránh ra. Tôi muốn giết thằng con quan đó. Cái gì? Tới nước đó luôn sao chị? Tôi không thể chịu đựng nó thêm được nữa. Cây gai đó cần phải được nhổ đi ngay lập tức. Cậu phải giúp tôi. Ngoài cậu ra tôi không còn biết nhờ ai hết. Không, tôi không làm được đâu. Sao lại không được chứ? Cậu sẽ có được chức vụ cao hơn chức vụ trưởng phòng mà cậu mong muốn. Tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Tôi đã nói được là sẽ làm được. Cậu hiểu tôi chứ? Nhanh lên, ra ngoài. Đi. Đi ra khỏi nhà ta. Mày không có tư cách ở trong cái nhà này. Đi đi. Vậy, vậy đừng có đuổi con đi mà vậy. Con không biết chỗ nào để đi hết đó vậy. Mày từ đâu tới đây? Quay ngược vậy đó. Vậy, vậy cho con đỡ ba vậy đi vậy. Cái gì? Ba nhà con đi liền con hứa vậy. Mày đợi ba mày hả? Mày đem ba mày ra mày hù tao đó hả? Dạ không. Đi ra khỏi nhà ta. Đi đi. Duy. Dạ. Ba. Con đi đâu vậy? Hả? Dạ con. Tránh ra. Ba ơi, dậy đi ba. Ba.